Hệ thống Ocean Nail và Beauty cần sang nhượng lại các shop nail được đăng ký độc quyền trong các khu trung tâm thương mại shopping center gần Capramatta và Bankstown với giá cả hợp lý. Chúng tôi sẽ có những gói hỗ trợ ưu đãi và giúp đỡ giấy tờ về pháp lý dành cho những người mới làm chủ doanh nghiệp lần đầu. Ngoài ra, nếu khách hàng có nhu cầu mở shop mới trong bất cứ shopping center nào, thì Ocean Nail and Beauty cũng có thể giúp đỡ hoàn thiện giấy tờ pháp lý. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc David Nguyễn qua số 0478 012 345. Kim Hoàng và Đi Nhung rất vui khi trở lại với quý vị trong chương trình Điểm báo Úc Châu ngày hôm nay, thứ Tư 16 tháng 12 năm 2020. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, sau hơn 2 tuần lễ, toàn quốc Úc Châu không có một ca lây nhiễm cộng đồng nào. Thì sáng ngày hôm nay, New South Wales đã có một tin không được vui khi mà Bộ Y tế New South Wales vừa loan báo là một nhân viên là tài xế 45 tuổi đã làm công việc đưa đón phi hành đoàn từ phi trường quốc tế Sydney đến các cửa khách sạn để cách ly vừa bị phát hiện là dương tính với Covid-19. Và dĩ nhiên là người nhân viên này đã biết được cái nguồn gốc lây lan của dịch bệnh. Mặc dù vậy, đây cũng có lẽ là một nguồn tin mà các giới chức thẩm quyền đã không được hài lòng cho lắm và không biết rằng Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern có thay đổi kế hoạch bong bóng du lịch với Úc Châu hay không, là bởi vì theo tuyên bố của bà Jacinda Ardern, New Zealand sẵn sàng mở cửa bong bóng du lịch hai chiều với nước Úc với điều kiện là nước Úc phải trải qua 28 ngày không có ca nhiễm nào trong cộng đồng. Vâng, kính thưa quý khán giả, mặc dù chúng tôi luôn luôn muốn bắt đầu chương trình Điểm báo Úc Châu với những tin tức tích cực, thế nhưng liên tục trong những ngày qua, chúng tôi đã phải bắt đầu với những tin tiêu cực về giao thương căng thẳng giữa Trung Quốc và Úc. Trong ngày hôm nay cũng không ngoại lệ khi mà tất cả các giới truyền thông của Úc đều quan tâm về việc mà cơ quan truyền thông Hoàn Cầu Thời báo, là cơ quan ngôn luận chính thức của Bắc Kinh, đã tuyên bố là than đá của Úc bị cấm nhập cảng vào Trung Quốc. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, việc cấm nhập cảng than đá của nước Úc đã không được loan tải chính thức bởi chính phủ Bắc Kinh, ngược lại lại được loan tải bởi một cơ quan truyền thông là tờ Hoàn Cầu Thời báo. Và dĩ nhiên chúng ta ai cũng biết rằng là hầu hết tất cả các cơ quan truyền thông báo chí tại Trung Quốc đều là tiếng nói của Đảng Cộng sản Bắc Kinh. Thế nhưng Thủ tướng Úc Scott Morrison vẫn yêu cầu Bắc Kinh hoặc là khẳng định hoặc là phủ nhận nguồn tin của tờ Hoàn Cầu Thời báo. Lý do là để Úc Châu biết mà có thể cư xử trong những ngày tháng sắp tới. Mà theo lời Bộ trưởng Ngoại thương ông Simon Birmingham thì có lẽ nước Úc sẽ không thể kiên nhẫn mà phải đem vấn đề này ra trước Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, bởi vì Bộ trưởng Birmingham cho rằng WTO chính là người trọng tài cần thiết trong vấn đề căng thẳng hiện nay giữa Canberra và Bắc Kinh. Vâng, trong khi đó thì Hoàn Cầu Thời báo vẫn tiếp tục bênh vực và coi quyết định của Bắc Kinh là chính đáng và tố cáo Canberra đóng vai trò là nạn nhân. Thực ra thì 2/3 cư dân Úc theo cuộc khảo sát của công ty Essential cũng đã coi nước Úc là nạn nhân trong bế tắc trong giao thương giữa Úc và Trung Quốc. Thế nhưng ngày hôm qua, ngay sau khi tờ Hoàn Cầu Thời báo loan tải thông tin này, thì tại Úc đã có một cái sự đồng nhất và rất là nhịp nhàng khi mà cùng một lúc ba vị bộ trưởng cùng với Thủ tướng Scott Morrison, đó là Bộ trưởng Ngoại thương Simon Birmingham và Bộ trưởng Nông nghiệp David Littleproud, và dĩ nhiên cùng với Thủ tướng đã lên tiếng chống đối lại những cái thông tin từ tờ Hoàn Cầu Thời báo này. Riêng về phần Bộ trưởng Simon Birmingham thì ông cho rằng nếu là nguồn tin của tờ Hoàn Cầu Thời báo là chính thức thì đây rõ ràng là một sự kỳ thị hàng hóa Úc Châu của Bắc Kinh, và vấn đề này đã vi phạm quy ước về Hiệp định Tự do Thương mại FTA mà hai bên đã ký kết vào năm 2015. Trong khi đó, Bộ trưởng David Littleproud là Bộ trưởng Nông nghiệp một lần nữa cũng đã xác quyết là nước Úc sẽ không đánh đổi những tự do thương mại để đổi lấy giá trị của Úc Châu. Và Thủ tướng Scott Morrison tiếp tục khẳng định là những căng thẳng hiện nay giữa hai nước thật ra không chỉ gây thiệt hại tài chính kinh tế cho Úc Châu mà vẫn gây thiệt hại tài chính kinh tế về lâu về dài cho Trung Quốc, mặt khác cũng sẽ làm Trung Quốc mất uy tín trên thị trường thế giới. Vâng, rõ ràng là chính phủ Úc đã thay đổi lập trường, một mặt thì vẫn tiếp tục kêu gọi khai thông đối thoại giữa hai nước, nhưng mặt khác thì đã lên tiếng bênh vực cho lập trường của nước Úc, và đặc biệt là nước Úc đã dám nêu lên những thiệt hại của Bắc Kinh về phương diện bảo vệ môi trường và
hậu quả của biến đổi khí hậu, và đây là một yếu tố rất là quan trọng. Vâng, kính thưa quý vị, theo lời Thủ tướng Scott Morrison thì những cái thiệt hại của Bắc Kinh khi Bắc Kinh tuyên bố là sẽ không nhập cảng than đá từ Úc Châu, mà loại than đặc biệt gọi là thermal coal. Đây là một cái loại than đá có một cái phẩm chất rất là tốt đẹp tại Úc và được gọi là than đá sạch. Và nếu như Trung Quốc không tiếp tục nhập cảng thermal coal từ nước Úc thì Trung Quốc sẽ phải nhập cảng loại nhiên liệu này từ những quốc gia khác, mà hiện nay chính quyền Bắc Kinh đã bật đèn xanh cho những nguồn hàng từ Liên bang Nga, từ Indonesia hoặc là từ Mông Cổ. Và tất cả những nguồn than đá từ ba quốc gia mà chúng tôi vừa mới nêu là những loại than đá bẩn, và nếu đưa vào sử dụng thì sẽ gây ô nhiễm môi trường gia tăng hơn 50%. Và đây là một yếu tố mà nước Úc đã nêu lên quan ngại để chính quyền Bắc Kinh có thể được nhìn thấy những cái tác hại khôn lường khi mà họ cấm nhập cảng than đá từ Úc Châu. Vâng, kế đến là nguồn tin có liên quan đến du học sinh nước ngoài. Đó là nhóm 63 du học sinh quốc tế đến Úc sau ngày 28 tháng 3 và đã chấm dứt 2 tuần lễ cách ly tại Darwin. Điều này cho thấy là chương trình thí điểm về việc tiếp nhận du học sinh trở lại đã bước đầu thành công. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, có thể nói việc nhập cảng du học sinh nước ngoài trở lại là một yếu tố vô cùng quan trọng trong bối cảnh tiền đại dịch, có nghĩa là trong cái thời gian mà đại dịch Covid-19 đã đi qua, và làm thế nào để chúng ta có thể khôi phục lại kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, thì du học sinh là một trong những cái chìa khóa quan trọng để lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục bậc đại học, có thể có thêm nguồn thu nhập sau một năm bị mất trắng những cái nguồn thu nhập này. Và vì vậy, việc thí điểm 63 du học sinh đến từ Trung Quốc, từ Nhật Bản, từ Nam Hàn, Indonesia và Việt Nam được cho là một sự thành công của Viện học Charles Darwin ở lãnh thổ Bắc Úc sau khi hai cái thí điểm trước đó đã bị hủy từ Viện học Adelaide cũng như Viện học Canberra và Viện học ANU. Và hy vọng là với cái sự thành công lần này thì sẽ có thêm những cái thí điểm khác trong thời gian sắp tới để có thể sớm đưa du học sinh trở lại Úc Châu. Vâng, nhắc lại là 2 tuần lễ trước đây, 63 du học sinh từ Hoa Lục, Hồng Kông, Nhật Bản, Việt Nam và Indonesia đã được phép đáp chuyến bay thuê bao từ Singapore đến Darwin. Và tất cả đều đã được đưa về cơ sở cách ly tại Howard Spring, bên ngoài thủ phủ của Darwin để sống cách ly 14 ngày. Và điều may mắn là tất cả 63 du học sinh này đã đều được thử nghiệm âm tính nhiều lần trong thời gian cách ly. Và ngày hôm qua họ đã được rời khỏi nơi cách ly để bắt đầu thủ tục nhập học tại Viện Đại học Charles Darwin. Vâng, kính thưa quý vị, phản hồi của 63 du học sinh này đối với khu vực cách ly khá là tốt, khi mà các học sinh này cho biết là họ rất là hài lòng với những cái điều kiện và môi trường sống tại khu vực cách ly này. Tiếng nói của nhóm 63 du học sinh này được cho là vô cùng quan trọng, là bởi vì đây sẽ là những cái lời kêu gọi thay mặt cho chính phủ Úc để những du học sinh tại các quốc gia khác đang có ý định trở lại Úc, họ không cảm thấy e ngại vì phải sống cách ly 14 ngày trước khi được nhập học. Và với yếu tố này thì chính quyền New South Wales và Victoria cũng rất là hy vọng họ có thể sẽ có được những cái chương trình thí điểm vào tháng Giêng năm tới, có nghĩa là vào khoảng 2 hoặc 3 tuần lễ nữa thôi, để đem các du học sinh này trở lại. Mặc dù chính phủ liên bang và đặc biệt là Thủ tướng Scott Morrison trong thời điểm này vẫn còn đặt ưu tiên hàng đầu là đem những người Úc đang còn kẹt ở nước ngoài trở về lại cố hương của họ, mà nhân số theo lời Thủ tướng hiện nay vẫn hãy còn khoảng trên dưới 30.000 người trong danh sách chờ đợi. Vâng, sau đây là thông tin về gói hỗ trợ mới nhất mà chính phủ dành cho những người cao tuổi tại Úc. Kính thưa quý vị, theo thông tin từ cơ quan truyền thông ABC, thì chính phủ liên bang vừa thông qua một gói hỗ trợ trị giá 1 tỷ 600 triệu đô la để cung cấp cho 26.000 dịch vụ chăm sóc tại nhà cho các cụ ông, cụ bà. Vấn đề này đã được nêu ra một cách vô cùng cấp bách khi mà những cái thống kê cho chính phủ liên bang thấy rằng hiện nay có khoảng 102.000 cụ ông, cụ bà đang chờ đợi để được chăm sóc tại nhà. Thậm chí những người chờ đợi quá lâu, họ đã tử vong trong cái thời gian chờ đợi. Và vì vậy mà chính quyền của Thủ tướng Scott Morrison đã gấp rút thông qua một cái ngân khoản trị giá 1 tỷ 600 triệu đô la này với hy vọng là sẽ có thể cải cách được những cái dịch vụ chăm sóc cho người lớn tuổi, người cao niên tại nhà của họ trong cái thời gian mà họ không được khỏe mạnh. Và chính phủ của Thủ tướng Scott Morrison khẳng định một lần nữa là kể từ vào cuối năm ngoái, chính phủ cũng đã chi tiêu đến 3 tỷ 300
triệu đô la để mà gia tăng thêm 50.000 khối dịch vụ dành cho những người cao niên. Thế nhưng con số 50.000 dịch vụ này vẫn không thể đủ, mà hiện nay vẫn hãy còn trên 100.000 người là đang chờ đợi sự những cái sự chăm sóc đặc biệt từ chính phủ trong lúc cuộc sống của họ được cho là khá cô đơn trong cái thời đại dịch COVID-19 như hiện nay. Chương trình này được bảo trợ bởi nhà in S&T Graphic Design and Color Print tại Tây Úc, chuyên in ấn tất cả các loại sách báo, business card, thiệp cưới, nhãn hiệu, áo thun và còn nhiều sản phẩm khác nữa. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn qua số 0892481286. Vâng, kính thưa quý khán giả, trước bối cảnh thiếu hụt nhân viên hái trái cây tại Úc hiện nay, mà nguyên nhân chính là không người Úc nào muốn làm việc vì đồng lương nó thấp. Vì lý do đó mà công đoàn Úc Châu đã kêu gọi là những người hái trái cây nên được bảo đảm với mức lương tối thiểu là 25 đô một giờ. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, công đoàn Úc Châu mà chúng ta hay thường gọi tắt là IWU đã thực hiện một cái cuộc điều tra. Và sau cái cuộc điều tra này thì họ đã phát hiện ra rất là nhiều những cái vấn đề vi phạm đến quyền lợi của người lao động trong lĩnh vực hái trái cây tại Úc. Trước đây thì hầu hết những người làm việc này là những người nước ngoài đến Úc du lịch. Song song đó thì họ đã làm thêm tại những cái nông trại để có thể một mặt duy trì visa của họ và một mặt cũng có tiền để mà trang trải trong các chuyến du lịch đến Úc Châu. Thế nhưng trong cái thời đại dịch hiện nay, khi mà nhân số những người nước ngoài không thể đến Úc được thì lĩnh vực hái trái cây đã bị thiếu hụt nghiêm trọng. Mà lý do theo cuộc điều tra của IWU đó là bởi vì những cái nông trại trả tiền lương quá thấp. Cuộc điều tra cho thấy là một vài nông trại trồng cherry đã thuê mướn những nhân viên hái cherry với một cái mức lương chỉ có 3 đô la một giờ. Và vấn đề này đã gây nên cái sự thiếu hụt trầm trọng những nhân công làm việc trong lĩnh vực này. Vì lẽ đó, một đề trình đã được đưa cho Ủy hội làm việc công đoàn, đó là Fair Work Commission, yêu cầu gia tăng tiền lương tối thiểu của những người hái trái cây này lên mức 25 đô la cho một giờ. Và lời đề nghị này đang được cứu xét. Vâng, kính thưa quý khán giả, trong bối cảnh dịch COVID-19 tại Úc thì hầu hết các chuyên gia đều cho rằng giá cả nhà cửa sẽ sụt giảm. Thế nhưng đài ABC đã thông báo rằng giá cả nhà cửa tại Perth, thủ phủ của tiểu bang Tây Úc, gia tăng một cách đáng ngạc nhiên ở mức 29% với cùng kỳ năm ngoái. Và sự gia tăng này đã khiến cho thị trường nhà cửa tại Perth lên mức cao nhất trong vòng 7 năm qua. Không biết là Kim Hòa có ngạc nhiên về tin này không? Thực sự khi mà nó gia tăng thì chúng ta không ngạc nhiên. Nhưng mà khi gia tăng đến 29% thì đây là con số rất cao trong cái thời đại dịch. Và nếu mà chúng ta nhìn lại thị trường nhà cửa tại Perth thì kính thưa quý vị, kể từ năm 2013 cho đến nay, hầu hết những cái sự gia tăng về thị trường nhà cửa đều đã không xảy ra tại thủ phủ của tiểu bang Tây Úc. Thay vào đó chỉ diễn ra ở những cái nơi khác mà thôi. Và vì vậy khi thông tin được loan tải là trong 3 tháng tính cho đến cuối tháng 11 2020, giá cả nhà cửa tại Perth đã gia tăng 29% so với cùng thời điểm của 3 tháng hồi năm ngoái 2019, đã làm cho mọi người vô cùng ngạc nhiên. Tuy nhiên theo sự giải thích của các chuyên gia về địa ốc là bởi vì trong cái thời gian bế quan tỏa cảng thì tiểu bang Tây Úc vẫn hãy còn đóng chặt cửa biên giới nội địa của mình. Thì mọi người cho rằng thủ phủ Perth là một nơi an toàn để mà có thể sinh sống và do đó mọi người đã không ngừng tìm kiếm săn lùng nhà cửa tại khu vực này. Không những là người dân địa phương mà sự săn lùng nhà cửa tại Perth còn diễn ra bởi những cư dân tại những tiểu bang khác. Họ đã đặt mua qua trang mạng chứ họ cũng không cần phải bay đến Perth để mà xem nhà cửa trước khi mua. Và đây là một cái hiện tượng được cho là rất là đáng kinh ngạc tại thủ phủ này. Tuy nhiên đây cũng là một cái nguồn tin đem lại cho thủ hiến của Tây Úc là ông Mark McGowan thêm một niềm hãnh diện khác là ông đã làm nên rất nhiều lịch sử trong thời đại dịch COVID-19 lần này. Vâng, và sau đây là những cảnh báo đối với cư dân tại New South Wales, đặc biệt là cư dân tại khu đô thị Sydney. Và cảnh báo này đã được đưa ra bởi Bộ Y tế tiểu bang New South Wales khi mà có sự lo ngại là cư dân tại khu đô thị Sydney sẽ tập trung tại các trung tâm mua sắm để mua sắm cho dịp Giáng sinh và năm mới. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta đang ở vào thời điểm 16 tây tháng 12 và điều này có nghĩa là chỉ còn chưa đến một tuần lễ nữa là đã đến Giáng sinh 24 tây tháng 12.
và tất cả những cái khu shopping lớn tại thủ phủ Sydney, đặc biệt trung tâm thành phố, đều đã bắt đầu có những cái việc mở cửa thêm giờ, đóng cửa rất là trễ vào buổi tối. Trước bối cảnh này thì Bộ Y tế New South Wales đã loan báo là những thanh tra của Bộ Y tế sẽ rất thường xuyên có mặt tại những cái khu shopping này, mục đích là để kiểm tra xem người dân chúng ta khi đi shop có còn nhớ về việc phải giữ khoảng cách là 1,5 mét hay không. Là bởi vì chúng tôi đã liên tục loan báo, mặc dầu chính quyền New South Wales cũng như chính quyền tại tất cả các tiểu bang và lãnh thổ khác đã có những cái sự nới lỏng gần như là hoàn toàn để cuộc sống của cư dân tại khắp nơi trên toàn quốc Úc Châu có thể trở lại nhịp sống của thời tiền Covid-19. Thế nhưng một điều chúng ta không bao giờ được quên, đó là cho dù chúng ta đi đâu làm gì ở tiểu bang nào thì cái khoảng cách xã hội social distancing 1,5 mét chúng ta vẫn phải cần giữ. Và nếu những ai vi phạm cái khoảng cách xã hội này thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị phạt. Và trong những ngày sắp tới thì nhân viên thanh tra của New South Wales sẽ thường xuyên có mặt tại những khu vực đông đúc để kiểm tra xem chúng ta có còn nhớ việc này hay không. Và nếu mà quý vị vi phạm thì chắc chắn là đừng ngạc nhiên khi chúng ta nhận một tờ giấy phạt của những người thanh tra này. Bên cạnh đó thì Bộ Y tế cũng khuyến khích chúng ta là hãy nên rửa tay thường xuyên và đừng bao giờ sao lãng việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, là bởi vì vi khuẩn COVID-19 vẫn hãy còn lơ lửng đâu đó, mà nguyên nhân chính hiện nay đang được xác nhận cho việc bùng nổ tại Adelaide đó là đã nhiễm vi khuẩn COVID-19 qua đường không khí. Không biết là chị Nhung có nghe hay không, những cái máy lạnh, những cái aircon, những cái hệ thống không khí tại những khu khách sạn hoặc là những khu shopping là những nơi rất nguy hiểm, có thể sẽ là nguồn gốc của sự lây lan dịch bệnh. Và đó là những cảnh báo của Bộ Y tế tiểu bang New South Wales. Vâng, cuối cùng là tin sinh hoạt bán lẻ. Những con tôm hùm đá, tức là rock lobster, đã có mặt tại Coles và Woolworths ngày hôm nay, thứ Tư ngày 16 tháng 12 năm 2020. Không biết là khi mà chị Nhung nghe tin này, đó là chị Nhung có chuẩn bị để đi mua những con tôm hùm này hay không? Chắc chắn là có đấy, Kim Hoa. Nhưng mà quý vị nên nhớ là theo những thông tin mà chúng tôi có được từ đài ABC, thì tất cả những cái hệ thống siêu thị Coles và Woolworths sẽ bày bán tôm hùm đá với một cái điều kiện là mỗi người khách chỉ được mua tối đa là 4 con tôm hùm này mà thôi. Và hệ thống siêu thị này cũng đảm bảo là họ sẽ có mặt hàng tôm hùm đá này được bán lẻ với mức giá là $20 cho một con, tức là rẻ hơn rất nhiều so với những năm trước đây. Và nguồn hàng này sẽ có đều đặn cho đến lễ Giáng sinh năm nay. Và hy vọng là khán giả của Vietfay TV sẽ ủng hộ cho những cái người ngư dân, những cái người đã bị thất thoát rất nhiều vì cái lệnh cấm vận của Trung Quốc dẫn tới cái tình trạng là tôm hùm bị ứ động tại Úc. Và vì lẽ đó thì Kim Hoàng hy vọng là chúng ta sẽ có được những con tôm hùm này trong những cái bữa tiệc Giáng sinh của gia đình của mỗi một khán giả của Vietfay TV trong những ngày sắp tới. Vâng, thông tin vừa rồi đã chấm dứt chương trình Điểm báo Úc Châu ngày hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đi Minh xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị. Kim Hoài xin trân trọng kính chào.